Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt bày tỏ sự thất vọng với cái cách mà Ulsan Hyundai đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel vào tối ngày hôm qua. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch mất tích trong ngày trình diễn tệ hại với vỏn vẹn có một cú sút hiệu quả là tiêu đề bài viết trên trang One phiên bản tiếng Hàn Quốc đã nói về trận đấu nhạt nhòa của câu lạc bộ Ulsan Hyundai trước Viettel trong ngày ra quân ở đấu trường AFC Champions League tối ngày hôm qua. Trong bài viết này thì tác giả Kang Dong-hun không ngần ngại chê bai lối đá của đại diện K-League. Ulsan Hyundai đã thắng nhưng không thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ngay đầu trận đầu tiên, các vấn đề đã nảy sinh. Chỉ riêng về thời lượng cầm bóng trong hiệp 1, họ áp đảo với 72%. Nhưng việc sở hữu bóng không có nhiều ý nghĩa. Ulsan Hyundai đã không thể tấn công trước vùng cấm của đối phương và thậm chí là không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích. Tác giả trên bài báo của tờ One phiên bản tiếng Hàn Quốc viết: tại AFC Champions League mùa giải 2020 thì Ulsan Hyundai đã bất bại ở vòng bảng với 5 trận thắng và 1 trận hòa. Đặc biệt là trên hành trình đến trận chung kết thì họ đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt khi ghi không dưới 2 bàn mỗi trận và họ sở hữu một hàng thủ vững chắc khi không để thủng lưới quá một bàn. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác, không được như mong đợi khi gặp nhà vô địch V-League 2020, câu lạc bộ Viettel. Trước đối thủ vắng nhiều trụ cột thì hàng công của Ulsan Hyundai gần như là vô hại và thiếu sức sáng tạo. Tác giả Moon Dae-hyun của tờ News One cho biết, Ulsan Hyundai thắng theo cách quá nhọc nhằn trước Viettel, có tới 6 cú sút trong hiệp 1 nhưng không có một cú sút nào đi trúng đích. Kim Jin-hyun, Kim Min-jun, Kim Seung-jun và Kim In-seong gần như là bất lực trước Viettel. Bàn thắng quyết định đến là phút bù giờ lại được ghi bởi ngoại binh Lucas Hintersier. Trong khi đó thì cây viết Kim Yong-in của tờ Sport Seoul thì lại cho rằng là thời tiết mới chính là nguyên nhân khiến cho Ulsan Hyundai không thể có màn trình diễn như ý. Đó là một chiến thắng đẫm mồ hôi, thời tiết ở Đông Nam Á từ tháng 6 đến tháng 7 là rất nóng và ẩm. Riêng trận này thì Ulsan đã thi đấu ở nhiệt độ khoảng 30 độ C và độ ẩm khoảng 80%. Chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Viettel giúp cho Ulsan Hyundai có 3 điểm và đứng ở nhì bảng F sau BG Pathum United, đội đã thắng 4-1 trước KA của Philippines ở lượt đấu sớm. Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ Viettel trước đại diện của K-League và cũng là đương kim vô địch AFC Champions League thì bình luận viên Ngô Công Tùng cho rằng là nếu may mắn hơn thì đại diện của V-League là hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc và khiến cho đội đương kim vô địch AFC Champions League phải chia điểm trong trận ra quân. Cụ thể, bình luận viên Quang Tùng nhận định: nếu xét từ những gì đã xảy ra trong quá khứ thì rõ ràng đây là một kết quả bất ngờ. Thường thì các đội bóng Việt Nam khi gặp các đối thủ ở Đông Á, ở đấu trường Champions League thì khoảng cách luôn là tương đối lớn. Nhưng bây giờ thì Viettel đã giữ được đến tận phút bù giờ của hiệp 2, tức là chúng ta đã có sự tiến bộ nhất định. Trong lần đầu tiên tham dự đấu trường AFC Champions League thì Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã có một trận đấu quả cảm. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Ulsan Hyundai, nhưng Viettel đã khiến cho đối thủ này phải mướt mồ hôi mới có được chiến thắng. Đến tận phút thứ 90+1, đội bóng Hàn Quốc mới có được bàn mở tỷ số, dù trước đó đội bóng này đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra không ít cơ hội. Đánh giá về kết quả này thì bình luận viên Quang Tùng bày tỏ quan điểm: dù sao thì đây mới chỉ là khởi đầu, hai đội còn gặp nhau một lần nữa, Viettel có sự thích nghi và tích lũy thì mới có thể duy trì và cải thiện chất lượng hơn. Kết quả này là bất ngờ nhưng cũng nằm trong kỳ vọng của người hâm mộ, bởi gặp đội mạnh hơn ở giải quốc tế thì chúng ta luôn phải nhập cuộc như vậy, giữ vững thế trận qua từng thời điểm trong quãng thời gian từ 5 đến 10 phút. Trên cơ sở đó thì đội bóng Việt Nam mới phát triển lối chơi của mình, vì dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn là đội yếu hơn, chúng ta phải chấp nhận đá chắc chắn, tổ chức tốt. Tôi nghĩ là Viettel đã có cách tiếp cận trận đấu và tổ chức đội hình hợp lý. Chỉ có điều đội bóng này có vẻ như hơi thiếu mũi nhọn khi tấn công, giải quyết các pha bóng. Phân tích kỹ hơn, bình luận viên Quang Tùng cho biết, điều này phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất là Viettel cũng phải nghỉ khá lâu rồi nên họ thiếu đi cảm giác thi đấu. V-League nghỉ từ đầu tháng 5 và đến giờ cũng là gần 2 tháng. Việc không được thi đấu thì cảm giác sẽ bị mất là điều không quá khó hiểu. Điều thứ hai nữa là vấn đề về khoảng cách trình độ. Vì vậy mà Viettel không tận dụng được thời cơ, những pha bóng cuối chưa thực sự là sắc bén. Tuy vậy, việc Viettel chơi tốt trước Ulsan Hyundai cũng khiến cho bình luận viên Quang Tùng tin rằng là đội bóng này sẽ có hy vọng để làm được điều gì đó ở đấu trường danh giá nhất AFC Champions League. Tôi nghĩ Viettel đã đá được với đội mạnh ở nhất bảng này, như vậy là đại diện của V-League có hy vọng khi dự AFC Champions League ở lần này. Ít nhất thì tinh thần của các cầu thủ là đang tốt, cách tổ chức của đội cũng tốt, như thế là có cơ sở để hy vọng rồi.
Ở trận còn lại thì Pathum United của Thái Lan đã thắng KFC với tỷ số 4-1. Bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam là có sự tương đương, khoảng cách chênh lệch nhau là không quá nhiều. Hy vọng là Viettel sẽ đá những trận đấu tốt và có kết quả tốt trước đại diện này. Người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng bây giờ đá với đội mạnh nhất còn làm được như vậy thì chẳng có lý do gì Viettel không đặt ra những mục tiêu hợp lý cả. Quan trọng là đặt mục tiêu và sự kỳ vọng cho Viettel một cách phù hợp, theo từng bước một chứ không nên ngay lập tức kỳ vọng là họ phải đạt được vị trí nào ở bảng đấu này. Vẫn còn đến 5 trận nữa cơ mà, mọi thứ phải tích lũy dần chứ không thể là ép ngay một mục tiêu là phải nhất hay nhì bảng. Bình luận viên Công Tùng nhấn mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.